Câu số 1 các bạn sẽ phát âm chữ A là phát âm khác. Đó là chain, surface, arcade và cable. À, cable. Ở đây các bạn sẽ khoanh vào cái câu B surface, mình đọc là surface. Mình khoanh câu B á. Là sách ra nghe hai bạn. Câu 2, marine là chữ I, organize là chữ I, buộc Y là chữ I và satellite là chữ I. Vậy các bạn khoanh vào câu A. Câu số 3, love, roller, fork, program, mình khoanh vào chữ love. Increase là chữ I này, breeding là chữ I này, undersea là chữ I luôn và đây là pearl. Câu số 5, social, ocean. À, social là sờ dài, ocean là sờ dài, special là sờ dài luôn. Có decide là sờ ngắn. Thành đây. Xuống bên dưới. Họ không biết học sinh phải học hành gì như nào, chăm chỉ ở trường và ở nhà. Học hành chăm chỉ chúng ta chọn từ harder nhá. Harder. Mẹ quên chưa tới nhà quên. Rồi. Câu số 7 nào. She shouldn't eat too much cream and candy. Cô ấy không nên ăn quá nhiều bánh và nhiều kẹo. Cái từ shouldn't nó đồng nghĩa với từ nào bên dưới? Đó là ought not to. Câu số 8, tôi thích đi mua sắm với cô ấy. Ở đây từ thích của chúng ta đó là chúng ta có tất cả là 3 từ thích nhá. Nhưng mà ở đây chú ý này, prefer thì động từ thêm ing, hay cũng động từ thêm ing, có từ like là bd. Thêm in cũng được, hoặc là to infinity cũng được. Ở đây là to go này, cho nên chúng ta khoanh câu B. Sang câu số 9, anh ấy gì? Anh ấy, bây giờ doing này. Doing thì các bạn phải chọn cái đằng trước động từ hay cũng được, prefer cũng được, like cũng được. Đó, bởi vì đây xài doing. Vậy thì các bạn khoanh câu D. Câu số 10 này, là tôi có nên nói cho bố mẹ tôi hay không? Đây là câu hỏi, câu nghi vấn thì các bạn xài là ought I to. Câu số 11 này, what gì? What do you do? What do you do on Saturday afternoon nhá? Bạn làm gì vào chiều thứ bảy á? Sang câu số 12 này, anh ấy có thể quan tâm tới cái bản vẽ mới của bạn, maybe. Xuống đây, she a quick runner, cô ấy là một người chạy rất nhanh, và chúng ta sẽ chuyển sang một cái câu tương đồng đó là she run quickly. Đó. Câu số 14, it takes me 10 minutes to walk to school. Nó làm tôi mất 10 phút đồng hồ, 10 phút để đi tới trường, đi bộ tới trường. Vậy thì nó đồng nghĩa với câu nào? I walk to school in 10 minutes. I walk to school in 10 minutes. Đấy. Câu số 15, it is very interesting to visit ancient monument. Tức là nó rất là thú vị để mà đi thăm những cái tượng đài cổ xưa. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển ngược lại thành đi thăm tượng đài cổ xưa rất là thú vị, sẽ là visiting. Visiting ancient monument. E very interesting. E interesting. E very interesting. Đó là câu C. Câu số 16, who is your favorite author? Tác giả yêu thích của bạn là ai? Nhá. Nó sẽ đồng nghĩa với là which author do you like best? Which author do you like best? Bạn thích tác giả nào nhất? Rồi sang câu số 17, you shouldn't spend a long time watching TV. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian để xem TV. Nó sẽ đồng nghĩa với tất cả các câu ABC. You shouldn't watch TV for a long time. Rồi watching TV for a long time is not good for your health. Hoặc là spending a long time on TV is not good for your health. Cũng đúng. Chọn câu D. Rồi mời các bạn xuống đây, suy nghĩ điền cho cô này. Suy nghĩ đi. Nói nhiều đâu. Hai bạn quay trở lại nào. Watch your gì? Watch your hobby. Hoặc là watch your pastime. Tức là cái sở thích của bạn là gì á, nhớ chưa? Chúng ta có thể chọn là part time hoặc là hobby đều được. Chúng ta chọn câu D. Sang câu tiếp theo, I like hoặc là I love. I like, I love đều được, ok. Và chúng ta khoanh vào câu D, A và C đều đúng. Tôi thích sưu tập tiền xu for nước ngoài, foreign coins. Oh, I like playing games. Oh, tôi thích chơi game. Tôi thích chơi trò chơi. Tôi thích chơi trò chơi. What's your favorite game? Đúng không? Chúng ta sẽ chọn từ favorite vào đây. Trò chơi yêu thích của bạn là gì? Table tennis. Can you beat? Bạn có thể đánh bại được cái bạn này không? Không, nó là một người chơi rất là giỏi. Ở đây là danh từ, trước danh từ là tính từ, cho nên chúng ta chọn good, không thể chọn well, không thể chọn better, hoặc là chọn bad được. Xong câu 22 này.
tôi thích bơi rất nhiều. Tôi thích bơi rất nhiều. Có một cái hồ bơi gần trường của tôi. Ở đây cái từ thích chúng ta có thể xài like, love, enjoy đều được. Ok. Sang câu 23 này. It's good. It's good. It's good. Thật là tốt. Câu 23. Con sẽ chọn là to do để làm một cái thứ gì đó trong thời gian rảnh. Chúng ta chọn to do. Yes, it's easy. Most people spend day free time. Bây giờ các bạn lưu ý cấu trúc spend cộng với thời gian sẽ cộng một verb in, động từ thêm in. Nhá. Hầu hết mọi người dành thời gian rảnh để mà xem TV. Ở đây sẽ là watching TV, television cả đêm. That's right, đúng rồi. And others say they are busy and không có thời gian. Không có thời gian là gì? Have a no time hoặc là have a not time, have a no time hoặc là don't have a time đều được. Chúng ta chọn câu A và C đều đúng. Rồi sang cái bài này. Charles Dickens là một trong những nhà văn nổi tiếng của nước Anh, của Anh á. Có rất nhiều nhân vật của anh, nhiều nhân vật của anh ấy không có giàu có nhưng mà nghèo đói, là người nghèo đói. Gia đình của anh ấy sống ở London, có 8 đứa con trong gia đình của anh ấy. Vì thế cuộc sống rất là khó khăn. Charles đi học và giáo viên của ông ấy nghĩ rằng anh ấy rất là thông minh. Nhưng mà khi ông ấy 11 tuổi thì bố bị đi tù vì nợ nần. Và gia đình và the family went to only chỉ có, tức là cả gia đình cũng đi tù luôn. Chỉ có Charles là không có đi tù thôi. Ông ấy làm việc ở một nhà máy, factory. Charles ghét nó và chả bao giờ quên được cái trải nghiệm này. Anh ấy đã sử dụng nó trong rất nhiều tiểu thuyết, đặc biệt là David Copperfield và Oliver Twist. Charles Dickens có 10 đứa con, nhưng mà ông ấy không có một gia đình hạnh phúc. Ông ấy thành công trong công việc nhưng mà không phải ở gia nhà, và vợ anh ấy bỏ ông ấy. Ông ấy chết bất thình lình vào cái độ tuổi 68. Ok. Rồi chúng ta sẽ khoanh này. Từ nào sau đây có nghĩa là tác giả, writer, nhà văn đây. Câu 27, Charles Dickens viết về ai? Về người nghèo, đúng không? Về người nghèo, người đói là câu BC. Câu 28, ông ấy lớn lên ở đâu? Ở London, câu A. Câu 29, clever có nghĩa là gì? Là thông minh, là giỏi trong việc học, good at learning. Câu 30, cái từ hit trong vòng 5 nghĩa là gì? Đâu, vòng 5 hit đâu? Đây, nợ nần của ông ấy, tức là bố của ông Charles này, đúng không? Đó là câu A, Charles Dickens father. Rồi xuống cái final test các bạn làm đi. Làm rồi sửa nha.